Hàng loạt tờ báo lớn nhất của thế giới bất ngờ tung tin chấn động về vụ án tình dục với những số liệu gây sốc về ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới, David Copperfield. Truyền thông Mỹ đưa tin về cuộc điều tra dựa trên hồ sơ từ cảnh sát và tòa án trong khoảng thời gian từ cuối những năm 1980 đến năm 2014, trong đó có sự tham gia của hơn 100 cá nhân. Theo các nạn nhân, ảo thuật gia 67 tuổi đã nhiều lần thực hiện hành vi đổi bại suốt 3 thập kỷ. 16 nạn nhân đứng lên tố cáo và hơn một nửa số nạn nhân đều khẳng định họ từng bị xâm hại lúc từ 15 đến 18 tuổi. Nghiêm trọng hơn, 3 phụ nữ cho rằng ảo thuật gia người Mỹ đã đánh thuốc mê họ trước khi quan hệ tình dục. Những phụ nữ đưa ra những cáo buộc này được cho là đã gặp Copperfield thông qua công việc trong suốt sự nghiệp giải trí lâu dài của ảo thuật gia. Nhóm pháp lý của Copperfield liên tục bác bỏ những cáo buộc trên. Về phần mình, ảo thuật gia Copperfield khẳng định không có bất kỳ hành vi không chuẩn mực nào. Đây không phải là lần đầu tiên David Copperfield vướng vào những rắc rối như vậy. Hồi năm 2018, ít nhất 2 phụ nữ đã đưa ra các cáo buộc tương tự với ảo thuật gia hàng đầu thế giới. David Copperfield sinh năm 1956, lớn lên trong gia đình gốc Do Thái, sống tại quận Methuen ở bang New Jersey của Mỹ. Ông bắt đầu sự nghiệp trình diễn ảo thuật chuyên nghiệp vào năm 10 tuổi và gia nhập Hiệp hội ảo thuật gia Hoa Kỳ khi mới 12 tuổi. Nhờ những màn ảo thuật không tưởng và ấn tượng như làm mất tượng nữ thần tự do vào năm 1983 hay đi xuyên vạn lý trường thành, David Copperfield đã trở thành một trong những vị ảo thuật gia vĩ đại nhất trên thế giới.